Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki Gaming. Bạn có thắc mắc về Free Fire, comment một câu và có thể mình sẽ trả lời bạn vào cuối video này hoặc là video sau nha. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Lúc này mình đang có mặt ở bên server Indo theo yêu cầu rất nhiều bạn trên kênh. Bởi vì bên server Indo như thường lệ là một trong server đầu tiên ra mắt, đó là chế tác mới. Và rất bất ngờ là chế tác của chúng ta nó không phải là một cái bộ trang phục, mà nó sẽ là skin súng anh em nhá. Và nó sẽ là bộ Tom Person báo săn thiên hà. Đấy, và khẩu skin này chỉ số cũng khá đuôi. Và khẩu màu vàng này, khẩu sấm sét này, khẩu này bên Anazic của Hoàng Kim. Đấy, còn đây là khẩu báo ngân hà, báo thiên hà thì đấy, đây là khẩu báo nhất. À quên nhầm, đây là khẩu mạnh nhất theo quan điểm bên Ghana, 8 đa 4 sớ. Tiếp theo chúng ta có Tom Person nham thạch. Đấy, và cuối cùng là Thompson hàn băng, băng hàn. Đấy, khẩu này một tốc bắn, hai độ chính xác này, khẩu này hai một sát thương, hai tầm xa. Đấy, thế thôi mà khẩu này có một đá hai sớ anh em bạn xẻ vãi nồi. Đấy, xẻ vãi nồi cả hồi. Đấy, khẩu này là sát thương cộng tầm xa, sát thương tầm xa mà không có tốc bắn thì nó cũng hơi a đuổi nhỉ. Đấy, mà cái khẩu báo hàn băng hàn này thì rẻ vãi trưởng, không một đá hai sớ. À quên, là một sớ hai đá, nhầm, một sớ hai đá, quả rẻ luôn. Đấy, quay nào, quay tích cực, quay tay vận may sẽ tới nào. Tất nhiên là vận may không tới rồi, lấy đâu ra mà dễ như thế. Đấy, nhưng mà nó lại có một cái dễ anh em ạ, đó chính là ở bên này có sự kiện nạp thẻ nhận ngay một bản vẽ. Thế coi như là ăn free còn gì nữa, coi như là ăn cái skin chế tác này free, mà chế tác này nó lại còn ngon nữa. Đấy, chế tác này nó lại còn ngon nữa anh em ạ, nó lại còn giòn. Cái khẩu đắt nhất nó lại không có tốc độ bắn, khẩu đắt nhất nó sẽ chỉ có đó là sát thương cộng với cả xuyên giáp thôi. Đấy, thì tội gì có duy nhất một khẩu tốc bắn chính là khẩu băng hàn, là khẩu rẻ nhất. Đấy, thế server Indo nó mới buồn cười, server Indo nó mới buồn cười anh em ạ, thế nó mới ảo chứ lệ. Đấy, tức là mình lấy luôn cái khẩu rẻ nhất, coi như khẩu rẻ nhất nó cho free gì đó. À cái khẩu đấy, anh em thấy là khẩu đắt nhất thì là sát thương cộng độ chính xác là như vậy. Đấy, khẩu thứ hai thì mình cộng xuyên giáp. Đấy, thật thì mình húp ngay cái khẩu rẻ nhất thôi. Đấy, mình húp ngay khẩu rẻ nhất thôi. Đấy, như cái khẩu này sát thương tầm xa cộng hai xuyên giáp. Trời ơi, tầm xa cộng hai xuyên giáp phải bắn con rán à. Đấy, khẩu này còn sát thương với độ chính xác trừ một băng đạn đấy, khẩu đắt nhất đấy, khẩu đắt nhất chỉ số là hai sát thương một độ chính xác. Đấy, thế thì ai mua hai sát thương một độ chính xác thì thôi, tôi xin phép và xin được lấy tốc bắn. À, vì dù sao ấy, Thompson vẫn rất là quan trọng tao bán. Anh em không tin tôi ấy, P90 chiến ca hổ phách này. Đấy, anh em không tin tôi, báo săn băng hàn húp ngay. Đợt trước ấy, cái khẩu đắt giá xịn nhất của nó chính là khẩu hỏa bộc ấy, thì là một tốc bắn hai xuyên giáp đúng không anh em? Đấy, thì ví dụ khẩu này một tốc bắn hai độ chính xác, bắn cứ nhạc kè huyền thoại vào đầu thì chẳng ngon à. Lại chẳng ngon. Đấy, hôm nay thì mình đang bị dẫn 0-4. Bây giờ tôi mới được sờ khẩu Thompson. Bây giờ mới được sờ khẩu Thompson anh em ạ. Nhưng mà ui, wow, địch bắn nghe thế, ai à, wow, địch đẩy qua, địch đẩy qua với chúng tôi, tôi bảo rồi, cộng hai độ chính xác với tốc bắn đấy, cứ xin nhẹ cái đầu, đấy, hai tốc bắn đấy xin nhẹ cái đầu còn gì nữa, wow, bắn đạn sao là vào đầu mà anh em, đấy, anh em thấy không, wow, đạn đi thẳng tắp luôn, cộng một tốc bắn hai độ chính xác, tôi tin là chỉ số mạnh nhất của Thompson, tại vì thật ra có cộng thêm sát thương thì cái đam của Thompson nó không thể to được, thế thì thà cộng độ chính xác tia thẳng vào đầu nó lại phê, đấy, tia thẳng vào đầu nó lại phê, đấy, làm sao, ui trời ơi, tia thẳng vào đầu nó lại phê, ui rồi ôi, hai mạng hai cháo, tỷ số lật lại là 2-4, chất, nó phải gọi là chất anh em ạ. Đấy, súng rẻ nhưng mà nó vẫn cứ là ăn tiền. Đấy, nói gì đâu. Đấy, bây giờ chơi aha, đến lượt mình chọn súng à. Lượt mình chọn súng thì phải lật lật kèo thôi anh em, lật kèo thôi. Lật kèo bằng ba con dao, mày chết. Đấy, chúng mày chết, lật kèo bằng ba con dao. Tôi đã lường trước được cái vụ này rồi. Và tôi có mang kỹ năng của Kla. Đấy, tí không cần, tí ném hết dao thì cứ xin vài cú đấm. À, thằng này ném cậu à. Đấy, ném cậu à. Úi dồi ôi, ông cùng đội mình chết rồi. Hình như cái thằng cùng đội của tôi nó chưa giết được mạng nào anh em ạ. Và tệ thật sự, cái thằng chơi cùng với tôi ấy. Đấy, cái thằng Joy Rim này nó còn chưa giết được mạng nào. Đấy, quá tệ luôn, quá tệ hại. Và ok con dê, mày chết. Ok, chúng mày gì nhỉ? À, chúng ta gì ảo thế nhở? Vâng, không ổn rồi, không ổn rồi. À, nấp ở đây, à, chạy à? Bỏ chạy này, một đao vào người.
Và thằng địch nó sẽ không thể nào nó chơi được giao rượu thử với mình. Tuổi gì đồ ăn mì luôn. Và anh em thấy không? Trời ơi, cân bằng tỷ số 4 đều, tí cậu ấy lấy Thompson rồi cậu tỉa thì chúng mày chỉ có chạy bằng lọ. Thật ra tôi cũng chả hiểu bên Nga nào quy định cái chỉ số súng chế tác kiểu gì mà cái khẩu chế tác rẻ nhất tôi thấy chỉ số lại ngon nhất. Đấy, tất nhiên tôi cũng chưa đủ kim cương để test mấy khẩu kia. Này thì đấm ăn đấm này, biết cậu mang kim thăng của Cla không? Tính cả rồi, mày cũng chỉ là thóc với mồi thôi. Đấy, ok, đâu rồi? Thanh niên vẫn đang loanh quanh luẩn quẩn, đấm nhau. Ui, bạn đấm nhau bạn không ăn được tôi đâu. Tôi mang kỹ năng của Cla, trừ khi bạn đấm tôi 2 phát trúng đầu. Bạn đấm tôi kiểu gì ạ? Và ui, bị choáng kìa, chạy đâu con sợ, chạy đâu, cắm đầu chạy kìa. Đấy, cho mình chạy vòng quanh luôn. Chạy vòng quanh sô cô la luôn. Và chỉ cần ăn 2 đấm là chết. 2 đấm là chết, 1 đấm. Ôi, chưa trúng à? Đấy, 2 đấm là chết, 45 đam. Ui xồi ôi, chạy bằng lọ. Tỷ số cân bằng là 4 đều. Cay chưa, chắc ai đó sẽ cay. Đấy, thằng này không cay hơi phí. Nào, chơi súng đi đây. Trận đấu cuối cùng. Đấy, ok, làm ngay 2 khẩu Thompson còn gì nữa. 1 tốc bắn 2 độ chính xác, tôi nói với anh em quá giòn. 1 tốc bắn 2 độ chính xác quá giòn, mà nó rẻ. Vấn đề là nó rẻ, nó cũng 1 sớ thôi anh em ạ. Vâng, đá thì bây giờ ông nào trả thừa. Bên sau này tôi thừa 2 mấy viên. Đấy, ui xôi, bắn nó chính xác kinh khủng, nó bắn như khẩu MP5 ấy. Đấy, nó bắn chính xác như khẩu MP5 ấy, dã man. Đấy, cộng thêm 2 độ chính xác mà bắn cực kỳ chính xác luôn. Bình thường Thompson nó bắn bình thường đã khá chính xác rồi. Đấy, nhưng mà thêm khẩu này nó bắn chính xác dã man luôn. Nó bắn chính xác dã man con ngàn luôn. Thằng địch cái tuổi gì chơi tôi nào, bạn này ở đây hình như cầm shotgun anh em ạ. Cầm shotgun với chúng tôi này, anh em thấy đạn không? Đi đúng một đường thẳng nhá. Đấy, tầm chục viên đi đúng đường thẳng. Aura mà kiểu vô tâm vô tiếc. Múc khẩu này phải gọi là ấm áp luôn. Múc khẩu này nói với anh em là ấm áp cuộc tình luôn. Quá ngon, quá rẻ. Súng gần như free. Súng gần như free luôn. Nạp có 140 kim cương ăn ngay một bản vẽ. Hy vọng là về server Việt Nam mà nó cũng thế. Nếu mà nó không được như thế thì oảng. Hy vọng là về server Việt Nam thì nó cũng sẽ được như thế. Nếu mà nó không được như thế thì bó tay. Đấy, bên này nó đang ra sự kiện gì anh em ạ, chả hiểu. Nói chung là nói bên Anna mà về Việt Nam thì không biết là bán có chỉnh lại giá hay không. Nếu mà chẳng may bên Anna FIFA chỉnh lại giá ấy, thì tôi sẽ không mua. Đấy, tôi sẽ ghé qua Riaki Store để tôi mua. Đó là những phụ kiện giúp chúng ta bắn tốt hơn. Đấy, skin súng này có mạnh đến mấy, nhưng mà tất nhiên là nếu mà chúng ta có kỹ năng chúng ta vẫn có thể thắng được skin súng bằng cách là sử dụng các mẫu tai nghe đến từ Riaki Store. Mẫu tai nghe có thể giúp chúng ta phân biệt được trái phải, chạy trước chạy sau, tiếng đạn tiếng chân của địch phải nói là cực kỳ chuẩn. Chơi FPS mà không dùng mấy cái tai nghe này thì loại hơi phí. Đường link tham khảo là Shopee Riaki Store HN, Riaki Store HCM hoặc TikTok @RiakiGaming89 nha anh em nhá. Ok, và dành cho anh em không có tiền mua súng tiếp thì chúng ta có một sự kiện để chúng ta có thể lấy được P90 9K hổ phách, tức là khẩu mạnh nhất trong tất cả các khẩu P90 ra từ trước đến nay ở trong shop. Và cái khẩu này thì cách làm thế nào để lấy thì đầu tiên anh em vào page Huyền Thoại Sinh Tồn, thì cái này một ngày họ đã mở cái sự kiện comment cổ vũ đội tuyển hốt skin súng về tay. Anh em comment gửi lời cổ vũ đội tuyển mình yêu thích tại chung kết của VFL cuối tuần này kèm UID và hashtag Zomod VFL Summer 2022. Cái này quá dễ rồi. Mà tôi là thật nhất, tôi không hiểu sao những cái chương trình này cực kỳ ít anh em tham gia. Anh em càng ít tham gia thì cơ hội của những người tham gia nó lại càng cao. Đấy, thế nên là sự kiện này quá giòn luôn. Và đợi kết quả được công bố vào ngày 17 tháng 10. Anh em vào comment ví dụ Heavy vô địch, HQ Sport vô địch, MDH vô địch, ví dụ như thế chẳng hạn. Đấy, mà có tận 10 khẩu súng, 10 skin súng free. Đấy, ở trên hình thì ghi là 15. Đấy, ở trên caption thì ghi là 15, nhưng mà thật ra ở dưới bên ngang ghi là 10. Tôi không biết là 10 hay 15. Nhưng mà vào comment vu vơ. Ví dụ tôi nói thật là cái sự kiện này chỉ độ được độ tầm 100 anh em tham gia, tỷ lệ chúng là rất cao. Tôi nói với anh em như vậy. Đấy, nhiều ông đọc đến cái đoạn video này hoặc không xem đoạn video này hoặc tua video ấy là không thể nào biết thông tin này luôn. Đấy, anh em vào luôn vào ngay nhá. Đấy, ông nào mà may mắn xem cái đoạn này vào luôn vào ngay. Ok, thì đấy là trên cái sự kiện trên page Huyền Thoại Sinh Tồn. Và câu hỏi của bạn là ông 7 Pato. Đấy, ông 7 Pato có hỏi đó là: chú Ri ơi, đảo luyện bây giờ quá đông và lag, vừa hồi sinh là chết, chưa kịp làm gì, kêu Gaiana giảm bớt số lượng người chơi đi ạ. Và cái này thì bên Anna FIFA nghe nhá. Đấy, anh là già nó sửa ngay cái lỗi này nhá. Mà tôi phải công nhận là đông thật. Cái đảo luyện bây giờ lúc nào cũng full 20 người.
vào bắn, chưa kịp bắn thì phát nó bắn to toàn phát chơi luôn, mà chưa kể là giật lag căng đét. Đấy, giang hồ hiểm mác không bằng mạng lag Free Fire, đặc biệt với những anh em mà chơi những cái con điện thoại mà dòng giá rẻ yếu nó không thể nào mà trụ nổi. Đấy, thế nên là giang hồ hiểm mác không bằng mạng lag Free Fire. anh em gà rán giảm bớt số người còn độ 15 hay 12 là ok rồi. Cái map bé tí 20 cháu đứng đó chả lag. Đấy, cảm ơn anh em theo dõi video này. Hoặc là anh gà rán thì mở rộng map về dạo được. Nếu anh em đây là đầu tiên đến với kênh của Riaki, đừng quên để lại cho mình một like, một subscribe, được đẹp trai, được xinh gái. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau nha. Bye bye.